Các em hãy nhớ lại và cho cô giáo biết hôm trước chúng ta đã học đến phép cộng trong phạm vi mấy. Cô mời Thịnh nào. Thưa cô, phép cộng trong phạm vi 4. Bạn nói đúng rồi đấy các em ạ. Hôm nay cô trò mình tiếp tục tìm hiểu về phép cộng trong phạm vi 5. Chúng mình cùng nhau ghi nhớ phạm vi 5 nào. Cô mời một bạn đọc lại giúp cô nào. Cô mời Huyền nào. Phép cộng trong phạm vi 5. Con giỏi lắm, con ngồi xuống. Bây giờ cô sẽ chia lớp mình thành nhiều nhóm nhỏ. Cứ hai bạn ngồi cùng bàn sẽ là một nhóm. Các em trong nhóm lấy trong bộ đồ dùng của mình ra hai nhóm con vật, sao cho khi cộng lại có kết quả bằng 5. Trao đổi, thảo luận, nêu bài toán rồi hình thành phép tính và viết vào chùm lá yêu thương của nhóm mình. Các em đã nghe rõ chưa? Rồi ạ! Tốt lắm! Cô sẽ dành cho các em một khoảng thời gian là 5 phút để cho chúng ta thảo luận. 5 phút bắt đầu! Mời bạn nêu bài toán của mình. Bài toán của mình là có 2 con thỏ thêm 3 con thỏ. Hỏi tất cả có bao nhiêu con thỏ? Thế thì sẽ là 2 cộng 3 bằng 1, 2, 3, 4, 5 bằng 5. Mình nhất trí, chúng mình cùng ghi phép tính. 2 cộng 3 bằng 5. Mời bạn nêu bài toán của mình. Bài toán của mình là có 3 con bướm thêm 2 con bướm. Hỏi tất cả có bao nhiêu con bướm? Xem là 3 cộng 2 bằng 5. Mình nhất trí. Chúng mình cũng ghi phép tính. 3 cộng 2 bằng 5. Thời gian dành cho các em trao đổi hết rồi. Bây giờ chúng mình cùng khoai tay ngồi đẹp nào. Cô thấy lớp mình rất là sôi nổi. Cô khen tất cả các em. Bây giờ cô muốn nghe kết quả của từng nhóm nhé. Cô mời nhóm bạn Nhi và bạn Tùng nào. Cô kết quả của nhóm em là có 4 con ong, thêm 1 con ong, hoặc tất cả có bao nhiêu con ong. Theo tính xin là 4 cộng 1 bằng 5. Có 1 con chim thêm 4 con chim, hoặc tất cả có bao nhiêu con chim. Theo tính xin là 1 cộng 4 bằng 5. Các em nhận xét ý kiến của nhóm bạn nào? Cô mời Công nhận xét nào? Em đưa cô em một tuần nhất trí ạ. Thế em nêu kết quả của nhóm em cho cô và các bạn cùng nghe. Có 1 con chim thêm 4 con chim, tất cả có bao nhiêu con chim? Phép tính xem nào. 1 cộng 4 bằng 5. Em thưa cô, kết quả của nhóm em là 4. Có 4 con bướm thêm 1 con bướm, hoặc tất cả có bao nhiêu con bướm? Phép tính xem nào. 4 cộng 1 bằng 5. Như vậy, cô thấy kết quả của hai nhóm giống nhau. Bây giờ cô muốn nghe kết quả của nhóm bạn Huyền và bạn Tú nào. Thưa cô, kết quả của nhóm em là có 3 con bướm thêm 2 con bướm. Hỏi tất cả có bao nhiêu con bướm? Phép tính xem là 3 cộng 2 bằng 5. Thưa cô, kết quả của nhóm em là có 2 con thỏ thêm 3 con thỏ, hoặc tất cả có bao nhiêu con thỏ, phép tính sẽ là 2 cộng 3 bằng 5. Các em hãy nêu nhận xét về kết quả của nhóm bạn nào. Cô mời Đạt nào. Thưa cô, em cảm nhận chỉ ý kiến của bạn. Thế còn Kiên thì sao? Em cô hoàn toàn nhất trí ạ. À, cô cũng đồng ý với ý kiến của các em đấy. Cô đề nghị lớp mình khen nhóm các bạn nào. Bây giờ chúng mình cùng lắng nghe ý kiến từ nhóm bạn Minh. Có 4 con thỏ, thêm 1 con thỏ, hỏi tất cả bao nhiêu thỏ, phép tính sẽ là 4 cộng 1 bằng 5. Có 1 con ong, thêm 4 con ong, hỏi tất cả bao nhiêu con ong, phép tính sẽ là 1 cộng 4 bằng 5. Em đã có bài toán thứ hai. Có 2 con ong thêm 3 con ong, hỏi tất cả có bao nhiêu con ong, phép tính sẽ là 2 cộng 3 bằng 5. À, giỏi lắm, con ngồi xuống.
Như vậy, nhóm bạn Minh và bạn Đạt thành lập được 3 phép tính. Cả nước khen nhóm bạn nào. Thế còn nhóm bạn nào lập được nhiều phép tính hơn không? À, cô mời nhóm em. Như vậy chúng mình vừa được nghe ý kiến của nhóm bạn là Nhật. Nhóm bạn Nhật của chúng ta thành lập được 4 phép tính giống như 4 phép tính mà các bạn vừa xây dựng. Bây giờ chúng mình cùng nhau đối chiếu các phép tính ở trên bảng với kết quả của nhóm mình. Có nhóm nào có phép tính khác nữa không? Không. Cô mời một bạn đọc to giúp cô giáo nào. Cô mời Công nào. Em thưa cô, 4 cộng 1 bằng 5, 1 cộng 4 bằng 5, 3 cộng 2 bằng 5, 2 cộng 3 bằng 5. Giỏi lắm, cả nước khen bạn nào. Như vậy, cô thấy rằng các em đã sử dụng rất tốt bộ đồ dùng của mình để thành lập được các phép tính cộng trong phạm vi 5. Bây giờ chúng mình cùng nhau đọc lại các phép tính này.